Hello, chào mọi người nha. Chào Dung. Dung ơi, nghe không Dung ơi? Nghe họ nói không Dung? Nghe không? Nghe bấm bấm số 1 nha. Chào chị Minh. Chào chị Minh. Chị Minh ơi, mời mọi người vào xem nha. Hôm nay em làm cái bài bệnh tiểu đường và cách phòng chống. Dạ, em chào chị. Chị mời mọi người vào xem đây chị ơi. Mời mọi người vào xem đi chị ơi. Mời vào xem nhiều nhiều rồi em nói luôn. Em chào chị Thu Tâm. Dung mời mọi người đi Dung ơi, mời đông đông họ vào nói luôn một lần luôn. Giờ này bên mình là muộn lắm rồi ha, 11 giờ rồi. Dạ, em chào chị. Để em mời mọi người xem luôn rồi em nói luôn nha. Xin chào mọi người. Tôi sẽ chị xin giới thiệu và làm live stream luôn vì giờ này cũng muộn rồi. Chắc có lẽ mọi người cũng đi ngủ rồi. Thì tôi cũng xin giới thiệu với mọi người tôi là về bản thân tôi là bác sĩ Hội Trịnh, bác sĩ đa khoa. Đã tham gia công tác trong ngành y là hơn 20 năm, hiện đang sống tại EDA EK Đắk Lắk. Hôm nay tôi rất hân hạnh được trao đổi với mọi người và chia sẻ về một cái căn bệnh thường gặp, đó là căn bệnh nó để lại một biến chứng rất là nặng nề và có thể gây đến tử vong đứng hàng thứ hai trên thế giới. Đó là căn bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường. Như chúng ta có biết được là có mấy loại đái tháo đường không ạ? Chào Thanh Trúc. Ở đây đái tháo đường thì nó có 3 loại, có nghĩa là đái tháo đường type 1, đái tháo đường type 2 và đái tháo đường thai kỳ. Thì cái 3 loại này nó đều liên quan đến cái insulin. Mà cái insulin là gì? Vì mọi người có biết không ạ? Cái insulin này là một cái hormone nội tiết được sản xuất ra từ cái tế bào beta tuyến tụy ở đảo Len Rahen. Bây giờ tôi sẽ đi vào cái nguyên nhân cụ thể. Thì tôi sẽ nêu luôn là cái nguyên nhân của đái tháo đường type 1 là do cái yếu tố di truyền, cái thứ hai là về cái miễn dịch, và cái thứ ba là về cái môi trường.
Thì cái yếu tố di truyền có thể là nó sẽ khuyến khuyết một cái bộ gen làm cho cái chức năng tế bào beta tuyến tụy nó giảm cái hoạt tính của insulin. Về cái thứ hai là về cái miễn dịch thì cơ thể nó sẽ tiết ra một cái kháng thể chống lại cái tế bào beta tuyến tụy. Còn cái nguyên nhân thứ ba là về cái môi trường như là nhiễm trùng, nhiễm độc, nhiễm virus hoặc là nhiễm các hóa chất độc hại hoặc là một số thuốc mình dùng như là cái corticoid hoặc là cái lợi tiểu. Và cái ở tiếp 1 này thì hay gặp ở người trẻ tuổi là dưới 40 tuổi. Các nguyên nhân trên là một lúc nào đó nó tác động đến cái tế bào beta tuyến tụy, không sản xuất được cái insulin một cách tuyệt đối thì ở người bệnh tiểu đường tiếp 1 này là phụ thuộc insulin từ bên ngoài đưa vào, cho nên là cái đường tim của mình là người ta phải phụ thuộc cái insulin suốt đời. Về cái tiểu đường tiếp 2. Về cái tiểu đường tiếp 2 á, là cái tụy sản xuất được cái insulin nhưng mà không đáp ứng được với cái nhu cầu của cơ thể. Như là hoặc là không cái insulin nó không hoạt động. Thì hay gặp ở những người làm thừa cân béo phì, ăn uống thì không tiết chế hoặc là những người ít vận động. Hoặc là những người mà người ta ăn nhiều cái chất bột mà không được kiểm soát tốt là người ta thường thường hay có cái rối loạn dung nạp đường, mà chủ yếu là những người hay gặp ở đây là trên 40 tuổi, chiếm 90%. Ở những người tiểu đường tiếp 2 này thì triệu chứng thường là âm thầm. Khi có cái triệu chứng xảy ra thì thường trước đó là đã cái rối loạn dung nạp đường glucosa hay còn gọi là tiền cái tiểu đường. Nếu không được điều chỉnh cái chế độ sinh hoạt và ăn uống hoặc là ít vận động thì đến là tiểu đường. Thì đó là nguyên nhân của cái thứ hai. Và thứ ba là cái đái tháo đường thai kỳ. Thì đái cái tháo đường thai kỳ ở đây á là trong quá trình mang thai thì cái người phụ nữ là thay đổi rất nhiều về cái hormone và cái nội tiết tố, nó ảnh hưởng tác động trực tiếp đến cái hoạt động của insulin và làm cho insulin giảm hoặc là không hoạt động hiệu quả nữa. Thì cái dẫn đến cái lượng đường không đưa lên được cái tế bào, cho nên là dẫn tới đái tháo đường thai kỳ. Trong những cái trường hợp này á, thì thường tăng trong khoảng thời gian thai kỳ, nhưng mà nếu sau cái thai kỳ người phụ nữ mà không được điều tiết cái chế độ ăn uống hoặc là để đến hậu quả cái thừa cân sau sinh thì ít vận động thì cũng dẫn đến tiểu đường tiếp 2. Về đó là tôi đã nêu xong cái nguyên nhân của cái ba loại tiểu đường như vậy. Và còn cái triệu chứng thì ở tiếp 1 thì hay gặp ở thể trạng gầy là 10%. Cái tiếp 2 thì hay gặp ở người thừa cân và ít vận động là 90%. Và tiểu đường của thai kỳ là do rối loạn cái hormone nội tiết. Nói như vậy thì cái triệu chứng nó là gì và làm sao để ta biết được đây là những bệnh tiểu đường? Thì chung quy lại cái bệnh tiểu đường á, thì nó có những cái triệu chứng sau, ví dụ như là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều và gầy nhiều. Thì tại sao nó lại ăn nhiều? Thì ăn nhiều ở đây á, là đường ở trong máu nó cao nhưng mà không đưa vào trong cái tế bào nên là cái tế bào nó đói đường, đói cái năng lượng thì nó thúc giục cơ thể phải ăn nhiều và ăn nhiều. Về cái thứ hai tiểu nhiều, vì sao nó lại tiểu nhiều? Vì cái lượng đường ở trong máu nó cao thì hút nước từ trong tế bào, nó tăng cái lượng nước tiểu thì dẫn đến tiểu đường. Và khi đi tiểu nhiều thì cái tế bào hút nước nhiều, nó tăng cái tính thấm của cầu thận cho nên nó dẫn tới là bệnh nhân phải khát nhiều thì phải là uống nhiều. Về cái gầy nhiều thì tại sao bệnh nhân nó lại gầy nhiều? Vì cái bệnh nhân ăn nhiều nhưng mà cái gluco nó không vào trong cái tế bào được. Nó phải lấy cái mỡ để tân tạo đường từ cái tế bào thì nó dẫn đến là bệnh nhân nó gầy nhiều. Kết hợp với cái lâm sàng như là ăn nhiều, tiểu nhiều, uống nhiều và gầy nhiều thì mình phải kết hợp cùng với cái xét nghiệm. Thì bình thường cái đường máu bình thường là 9.3 3.9 đến 6.5 mmol trên lít hoặc là 70 đến 110 mg trên đề/dL. Cái thứ hai về cái tiền đái tháo đường thì là nó sẽ là lớn hơn 6.5 hoặc là dưới 7 mmol trên lít hoặc là 120 đến dưới 130 mg trên đề/dL. Về đái tháo đường thì xin xét nghiệm đường máu là nó trên 7 mg trên lít.
hoặc là 140 đến 150 mg trên decilit. Nếu không được điều trị cái tiểu đường này thì nó dẫn tới biến chứng về cái tiền tiểu đường. Thì nó có biến chứng là làm cho người mệt mỏi, uể oải và cái tay chân nó tê bì, yếu. Về cái tiểu đường tiếp 1, tiếp 2 thì tất cả những cái này nó đều ảnh hưởng đến mạch máu nhỏ. Nhất là ví dụ như là biến chứng ở mắt thì cái mạch máu nhỏ như vậy ở mắt thì nó giảm cái thị lực hoặc có thể là mù mắt. Về cái thần kinh thì nó tê bì cái tay chân. Về thận thì do ảnh hưởng cái mạch máu của thận cho nên là dẫn tới cái tế bào ở thận và dẫn tới suy thận. Về các chi và các vết thương, đối với những người bị bệnh tiểu đường thì cái vết thương nó rất là lâu khỏi. Vì do cái môi trường của trong cơ thể nó có nhiều đường thì nó tạo điều kiện cho vi khuẩn nó phát triển làm cho vết thương nó lâu lành và để lại một cái biến chứng nặng nề, nó là phải cắt cụt chi. Về cái biến chứng tiếp theo nữa là về tim mạch, thì ở những người tiểu đường thì hay rối loạn về cái lipid máu và dẫn tới cái tăng huyết áp, dẫn tới cái xơ vữa động mạch và cái tế bào về đột quỵ không hồi phục được. Về cái biến chứng tiếp theo nữa là sinh lý, là tác động đến sinh lý và sinh dục, như ở nam thì rối loạn cái cương dương và dẫn tới là giảm cái sinh lý. Còn ở nữ thì thường thường là rối loạn cái chu kỳ kinh nguyệt. Đó là tôi đã nói xong về cái nguyên nhân, cái triệu chứng của gây bệnh tiểu đường. Thì bây giờ tôi đã đi vào cái phòng bệnh. Nếu như hồi nãy tất cả các anh chị mình cũng đã nghe thì cũng thấy được là cái về cái phòng bệnh, thì bây giờ mình chỉ cần cái thay đổi cái lối sống. Cái thứ nhất, thay đổi về cái lối sống thì có hai cái yếu tố nó cần thiết nhất ở đây. Là cái thứ nhất là về sinh hoạt, chế độ ăn uống lành mạnh hoặc là tập theo thói quen vận động hợp lý. Thì về cái thay đổi lối sống đầu tiên á, mà mình cần phải ở đây nữa là cái thứ nhất là cần phải quản lý cái trọng lượng cơ thể. Cái thứ hai về cái giống như hồi nãy tôi nói, cái nguyên nhân tiểu đường tiếp 1 á, thì nó mà do cái yếu tố gen thì mình không có thể thay đổi được. Nhưng mà ở cái tiểu đường tiếp 2 này, mình điều chỉnh về chế độ ăn. Ví dụ như ăn làm nhiều bữa nhỏ, hoặc là ăn những cái thức ăn chậm cái chuyển hóa thành đường. Như gạo thì thường là mình ăn gạo ẩm, mà rau thì ăn rau già, thì thường phải ăn măng. Thịt gà thì phải ăn chân, trái cây thì ăn ổi xanh và thanh long. Và cần nên tập thể dục điều đặn. Thức ăn thì mình nên ăn cái đa dạng. Thì đó là cái cách phòng bệnh tốt nhất của cái bệnh tiểu đường. Và ở đây một số anh chị đã có thể là đã nghe được cái về cái kiến thức của bệnh tiểu đường, nhưng mà chắc về cái phòng bệnh thì chưa được nắm lắm. Thì hôm nay tôi cũng nói rõ như vậy. Nhưng mà trong cái quá trình tôi nghiên cứu thì tôi cũng thấy rõ là cái dược thảo để hỗ trợ ở đây á, thì nó rất là tốt. Ví dụ như chẳng hạn như là không phải là thuốc, nhưng mà nó là hỗ trợ cho rất là tốt cho những cái người bị bệnh tiểu đường. Về cái thứ nhất là về cái ăn uống mà không đúng thì nó là thiếu cái vi chất dinh dưỡng, dư thừa năng lượng và nhiều hóa chất độc hại. Thì khi mà cái ăn uống không đúng này thì nó rối loạn chuyển hóa, thì nó để dẫn tới cái dư bệnh là tiểu đường. Về cái rối loạn mỡ thì dẫn tới là béo phì, và cái rối loạn đạm thì dẫn tới là bệnh gút. Về cái thứ hai là vitamin và khoáng chất. Ví dụ như bây giờ mình thiếu cái vitamin C thì cái hệ miễn dịch của nó rất là kém, hay bị bệnh lặt vặt và hay chảy máu chân răng. Thiếu cái vitamin thiếu cái canxi thì dẫn tới là loãng xương, và thiếu cái vitamin B1 thì ta sẽ dẫn tới là phù và đau nhức xương khớp. Như vậy thì tôi đã thấy được cái thảo dược của cái Nuskin á, thì nó bổ sung về cái thiếu cái chất dinh dưỡng thiếu rất là tốt. Nó bảo vệ xương, thải độc và thải chất cặn bã, chuyển hóa đường rất là tốt, và bảo vệ tim mạch, bảo vệ về da, bảo vệ mắt và bảo vệ cái hệ miễn dịch, chống cái lão hóa và chống oxy hóa. Theo cái Tổ chức Y tế Thế giới, vì cái thức ăn của mình đưa vào trong cơ thể thì chỉ còn cái xác thôi, vì trong cái quá trình chế biến cái vitamin và khoáng chất nó sẽ mất đi và nó không còn được nhiều. Với lại bởi cái bây giờ ở không những là ở Việt Nam mà ở tất cả các nước cũng vậy, mình đang thấy là họ hay đưa cái vào cái vật nuôi cây trồng toàn bộ là những chất kích thích và tăng trưởng. Do vậy cho sử dụng nhiều nên cái lượng vitamin và khoáng chất nó trong thức ăn nó sẽ không còn nữa. Cho nên mình tất cả những người
Bây giờ mình nên chọn cho mình một cái dòng thảo dược hoặc là thực phẩm chức năng để cho mình hỗ trợ. Chứ còn ăn không á, thì nó sẽ không đủ. Thì đó là tôi đã nói xong về cái nguyên nhân, cái biến chứng, cái triệu chứng của bệnh tiểu đường. Và lời khuyên cuối cùng cho tôi khuyên mọi người nên phòng bệnh. Khi đã nghe được cái bệnh đái tháo đường ngày hôm nay tôi nói, hoặc là cái bệnh tiểu đường cũng được, nó cũng là chung, thì mình chỉ cần thay đổi cái lối sống, thay đổi về cái chế độ ăn và nên chọn cho mình một cái dòng dược thảo để uống thì mình được phòng được bệnh tiểu đường. Và tôi cũng khuyên mọi người là nên phòng bệnh trước khi bị bệnh. Và mọi người cũng nên nhớ rằng là khi bị bệnh mà đến mình đã cơ thể của mình đã bị bệnh rồi mà mình đến một cái cơ quan y tế mình đưa ra 50 triệu, 100 triệu chưa chắc đã cứu được người. Vậy thì ngay từ lúc mình chưa bị bệnh, tại sao mình không đổi cái hành vi, cái lối sống để cho con người của mình không bị bệnh và sống khỏe mạnh, sống có ích, sống cho mọi người. Vâng, tôi xin hết. Mọi người có ai có ý kiến gì không ạ? Có câu hỏi gì thì đặt câu hỏi, hoặc không á thì comment xuống dưới và tôi sẽ trả lời sau. Nếu không có câu hỏi gì thì tôi cũng xin chào mọi người và chúc mọi người ở Việt Nam có một giấc ngủ ngon, còn ở bên các nước khác thì có lẽ là giờ này họ đang hoạt động của một ngày mới, thì cũng chúc mọi người vui vẻ. Xin bye, tạm biệt và hẹn gặp lại.